trong kinh doanh nó có 3 tầng. Tầng bậc thấp nhất là kinh doanh lỗ lãi, tức là như buôn rau muống, sáng mua một mớ rau 5 đồng, thế là mang ra chợ bán thì được 10 đồng, như vậy chúng ta lãi 5 đồng một mớ rau. Tầng bậc thứ hai là người ta kinh doanh dòng tiền, tức là người ta có thể mua của ông A 1 tấn vàng, nhưng người ta hứa với ông A rằng là sau 1 năm thì tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho ông. Nhưng mà sau đó người ta lại lấy vàng của ông A, người ta lại bán cho chỗ khác cũng 1 tấn vàng đấy, cũng đúng cái giá đấy thôi, chứ người ta không lấy lãi. Thì sau đó người ta lại thu được tiền mặt ngay, thì như vậy người ta dùng được cái tiền mặt thu về 1 tấn vàng đó, người ta dùng được trong 1 năm, thì như vậy người ta sẽ thu dòng tiền về trước. Thì đấy là một cái cách là lợi dụng vốn của người khác để đầu tư vào việc khác. Thì như vậy nó gọi là dòng tiền, gọi là kinh doanh dòng tiền. Và cái nhóm thứ ba là đẳng cấp hơn, đó là kinh doanh thương hiệu, là họ có một cái thương hiệu, chỗ đấy là có khả năng mà sẽ triển khai, có cái tầm nhìn trong tương lai. Thì như vậy là người ta mua cái tầm nhìn trong tương lai, chứ không phải mua lỗ lãi trong thời điểm hiện tại.